Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 tại tỉnh lộ DT719, thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, khiến xe tải bị lật nghiêng, bẹp rúm phần đầu. Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, xe tải mang BKC86C09875 do tài xế Lê Bá Đạt, SN1992, cầm lái đi từ thành phố Phan Thiết về đến đoạn dốc Campuchia, thuộc thôn Tiến Bình, thì tông vào khối bê tông hành lang bảo vệ đường. Vụ tai nạn khiến xe tải bị nổ lốp lao sang phía trái đường, rơi xuống vực. Tại hiện trường xe tải bẹp nát, lật nghiêng, nhiều thanh sắt thép trên thùng xe tải rơi vãi khắp nơi. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân. Tài xế bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện.